Xin chào tất cả bà con, sáng nay mời bà con cùng trở lại với livestream của trại cây giống Trường Phát. Và như thường lệ, ngày hôm nay vào buổi sáng sớm khi bên em đang trực đứng tại cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát và sẽ quay cho bà con trực tiếp quy trình xuất hàng cá bớp giống tại trại cây giống Trường Phát để cho bà con của mình cùng xem để thấy được là cá bớp giống của trại cây giống Trường Phát đẹp như thế nào, và bà con của mình hãy cùng đưa ra lựa chọn để gọi cho em, để em được đưa cho con giống chất lượng đến cho bà con mà con nhắc. Bây giờ thì mời bà con cùng vào với quy trình đó ạ. Hình như bà con đã thấy thì đây là chiếc xe mà ngày hôm nay sẽ chịu trách nhiệm đem cá giống đến cho bà con của mình ở xa đây ạ. Thì đây chính là phương tiện kết nối cả cá giống Trường Phát với chính bà con. Cho nên nhờ bà con hãy cùng giúp đỡ với đội xe của trại cá giống Trường Phát bà con nhé. Con của mình đang xem với em, cùng với em đó là livestream trực tiếp quy trình xuất hàng cá bớp giống và cá hồng mỹ giống tại trại cá giống Trường Phát đến cho bà con của mình ở xa. Và bà con có thể thấy được thì các kỹ thuật viên của bên em đang tiến hành thu cá ở dưới ao ương lên và chở lên trên xe bằng chuyến xe máy như vậy, để nhằm những chuyến ngắn như vậy để nhằm đảm bảo cho lượt là cá từ dưới ao ương lên trên xe vẫn khỏe đẹp. Thôi không có gì. Thì bà con có thể thấy được cái bút giống mà ngày hôm nay em đang xuất đi cho bà con của mình thì đang sai từ 11 đến 12 phân. Về tại trại cây giống Trường Phát đang có những lô cá bớp nhỏ 6 đến 8 phân, 10, 11 phân, 11, 12 phân và cũng có cá lớn. Cho nên bà con của mình đang cần sai cá nào và đang muốn có nhu cầu thẻ lô cá nào thì hãy cứ gọi điện thoại đến số điện thoại 0905252284 của em để em được phục vụ bà con con giống chất lượng. Bà con có muốn coi hay muốn được xem trực tiếp lô cá nào hãy cứ gọi đến cho em thì em sẽ gửi cho bà con xem luôn ạ. Và sau khi xuất xong chuyến cá bớp này thì bên em sẽ tiếp tục tiến hành xuất hàng cá hồng mỹ bà con nhé.
về chợ cây giống Trường Phát với quy mô gần khoảng 20 hecta. Thì hiện tại bên em đang sản xuất rất là nhiều loại cây giống đang có mặt trên thị trường như cá bớp, cá mú trân châu, cá mú sao, cá chim, cá bè, cá chim, cá hồng mỹ, cá chẽm. Và trà cây giống Trường Phát của chúng em đang với quá trình hơn 10 năm trong ngành giống, trong sản xuất và cũng như trong dịch vụ giống, cho nên tự tin là sẽ đem đến cho bà con những con giống chất lượng cũng như là dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo được bà con của mình có những con giống chất lượng và được phục vụ tận tình để bà con của mình có những vụ nuôi thành công ạ. Đây nè, đây nè. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với quy trình xuất hàng cá hồng mỹ tại chợ luôn rồi bà con nhé. Cá hồng mỹ dưới kia hả anh? Cá hồng mỹ dưới kia hả? Đây hả, đây hả? Mời bà con cùng qua bên cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát để cùng xem. Bên em thu cá hồng mỹ lên xe để đưa lên trên xe lớn bà con nhé. Cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát rồi đây ạ. À.
đi quê hả anh? Đây là khung cảnh của ao ươm cá hồng mỹ giống tại trại cá giống Trường Phát, và đây là ngay tại cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát. Bà con có thể Trường Phát còn hai cơ sở nữa là cơ sở chuyên sản xuất, còn hai cơ sở 2 và cơ sở 3 là cơ sở chuyên ươm nuôi để xuất hàng cho bà con. Đi qua đây hả anh? Và như đã nói thì cả cái giống Trường Phát đưa kinh nghiệm hơn 10 năm trong sản xuất giống cũng như là cung cấp dịch vụ cái giống. Cho nên bà con của mình hãy cứ yên tâm đặt niềm tin vào cả cái giống Trường Phát. Bên em tự tin sẽ mang đến cho bà con giống chất lượng cũng như là dịch vụ chuyên nghiệp. Góp phần nhỏ vào vùng nuôi thành công của bà con. Xuống hồ nước đó, 3, 4, 6 hồ đó, rửa hồ nào sạch sạch nhảy xuống. Uống nước ngọt khô cổ khác hơn. Xe đã qua đến cơ sở 3 để con lên cá hồng mỹ đó đây ạ. Ok. Lên đây hả? Lên đây luôn rồi. Còn 2 tuần nữa. Bà con đang xem hình ảnh từ đây chính là quy trình xuất hàng cá hồng mỹ tại trại cá giống Trường Phát mà con nhé. Và đây các anh thì kỹ thuật viên của bên em đang tiến hành xúc cá bỏ vết xô rồi đây ạ. Bao nhiêu?
5.000. Có 5.000 nha. Chứ đều ra. Ôi trời ơi, có một người cực vậy đó. Chụp xuống đây, đây, đây luôn. Ừ, sao nó nặng á, nước không à? Chưa tính thở. Thì con lên từ đâu thôi hả? Con lên từ đâu? Tưởng 8 giờ lên hàng cũng về nhà rồi, đi 4-5 ngày rồi. Xúc một số đầy rồi có sang ra luôn. Con đang xem chính là quy trình xuất hàng cá hồng ngoại giống tại trại cá giống Trương Phát ạ. À, vừa rồi em vừa quay cho bà con là quy trình xuất hàng cá bớp và bây giờ đang là xuất hàng cá hồng Mỹ bà con nhé. Và vừa rồi em vừa mới quay cho bà con mình cùng xem đó là quy trình xuất hàng cá bớp và tiếp theo đó là cá hồng Mỹ của trại cá giống Trương Phát. Và bây giờ thì em xin kết thúc livestream tại đây. Hẹn bà con vào những livestream lần tới của em sẽ quay cho bà con về những quy trình xuất hàng